Xin chào mọi người, vừa rồi mình có đặt một con lọc thùng mini bên anh Hà Đạt. Thì lọc này thăng lọc là phi 114, cao 18 cm, và in out của nó là phi 12. Hôm nay sẵn tiện đổi lọc cho Hồ, thì mình sẽ rã con lọc này ra cho các bạn xem bên trong nó như thế nào. Phần nắp lọc rất là dày và chắc chắn, có hai ron sâu chống rò nước và một miếng lưới để chặn các cái vụn vật liệu lọc vô tình bị hút vào bên trong làm hỏng bơm. Mình cũng được tặng thêm một cái túi đựng vật liệu lọc, một cái nguồn 12V và một ít các cái hít xô để gắn in out. Bên dưới còn có thêm một lớp bông lọc, dưới cùng là một lớp chắn đáy giúp cho dòng nước được lưu thông tốt hơn, không bị ngãn dòng. Lọc này sử dụng bơm ngòi công suất 400 lít trên giờ và có thể tùy chỉnh 4 cấp độ. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lọc vào hồ. Lọc này nó hơi đặc biệt một tí, mình phải lắp cái phần in vào trước, sau đó mới có thể mồi nước và cuối cùng là lắp phần nắp bơm và ống ao. Sau khi lắp xong nắp bơm và đầu ao thì mình sẽ hút nước từ hồ cho nó đầy vào trong lọc và tràn lan bơm. Cuối cùng là cắm điện cho lọc hoạt động.